đây là đùi vịt nướng châu Phi. Những gì thuộc về thiên nhiên, không cần đến bàn tay của con người, chúng vẫn đẹp thanh thoát một cách diệu kỳ. Cây táo này là loài táo dại, trái nhỏ xíu, chua lè, không ai màng đến, cả bọn chim chóc cũng chả thèm ăn. Nhưng cũng không ai nhổ bỏ đi, vì chúng thuộc về thiên nhiên mà. Cây táo mọc an nhiên tự tại, thông dong mà lớn lên, trổ bông trắng rực một góc trời, ai đi ngang cũng nán lại một cái nhìn mê mẩn. Cánh đồng gần nhà đủ rộng cho bọn trẻ chạy nhảy. Mẹ ngồi ngắm táo nở hoa, còn ba anh em chúng nó chạy không mệt mỏi theo cánh diều. Thằng Niêm cười muốn rụng cả hoa táo vì lần đầu anh được chơi diều. Lòng dạ trẻ con cứ thế lân lân theo cơn gió và háo hức dẫn về trong từng giấc ngủ. Ở một góc vườn nhỏ, ông bố và bà mẹ vẫn kỳ cạch mỗi ngày cho những chậu hoa của mùa hạ. Cô bạn ở xa gửi tặng vài củ sen giống. Thế là có thêm công chuyện. Giống sen nhiệt đới mà trồng trên xứ lạnh nên đòi hỏi nhiều thứ. Người vợ xúc đất bỏ vô chưa được 1/3 khuôn chậu thì đã vã mồ hôi, phải kêu chồng trợ giúp. Mảnh vườn thì bé xíu nhưng hai vợ chồng cũng tốn không ít thời gian cho nó. Làm đất, nhổ cỏ, bắt sâu, mọi thứ làm bằng tay và các thủ thuật để thay thế cho các loại phân bón. This not good job. Yeah. Oh. Tính nhà nông rỡm. Gin hết bó gin. Sen thì sống chủ yếu nhờ bùn và những nơi có thật nhiều ánh nắng. Nên bước đầu tiên là phải chọn vùng đất thật mềm, không đá sỏi và phải sạch. Sau đó cho đất vô chậu, đổ ngập nước. Cũng mất không ít thời gian loại bỏ hết chất tạp bám trong đất. Khi bùn lắng xuống thì lớp nước bên trên thiệt trong lành. Mất chừng hơn một tuần cho lớp bùn lắng xuống thì bắt đầu cắm củ sen vào. Và bây giờ thì hồi hộp chờ đợi các nàng sen phát triển như thế nào. Tất cả chỉ để phục vụ cái nhìn hài lòng của đôi mắt thôi đó. Mẹ ơi, trời đẹp quá, chiều nay mình làm barbecue đi. Từ ngày thằng con đầu tiên tòi ra khỏi bụng thì cái tên cúng cơm của mình nó cũng biến luôn. Riết ai hỏi nhà mình có mấy con, mình bảo là ba, nhưng thật ra là bốn, vì có thêm người gọi mình là mẹ nữa mà. Ông chồng mình đi đâu về là chăm chút cho cái hiên bé xíu trước nhà. Ông trồng bông vô mấy chậu nhỏ, xê gốc này, dịch gốc kia, sao cho khi đặt cái bàn nướng đồ ăn vừa tiện gọn, lại được ngắm đủ đầy hoa lá xung quanh. Hồi mới cưới về, ai nhìn cũng bảo ổng cục mịch ít nói. Cái rồi cưới nhau được một hồi, tự động chuyển giới tính cho nhau. Vậy là hôm nay nhà mình làm tiệc nướng ha mẹ? Bọn trẻ nhà mình cứ thấy mẹ bày biện, tức là chúng nghĩ nhà mình có tiệc. Mẹ lôi đồ trong tủ đông ra, mấy cái đùi vịt, thú linh, rửa sạch chúng với giấm, rượu, gừng, rồi đem tẩm ướp. Ông chồng thích làm barbecue. Thực chất là ông thích cái không khí khói bay cuối chiều, tự tay nướng đồ trên bếp lửa, bọn con nít thì chạy quanh cười đùa. Và để hùa theo sở thích của ổng, người vợ này dành một buổi thiệt rảnh trong tuần, lôi đồ ra chế biến sẵn, cất đó, khi cần lôi ra dùng thôi. Nếu nói đến các loại sốt ướp dành cho món nướng, thì ra các chợ của nước Mỹ, ta nói cả thế giới các loại sốt, tùy vào khẩu vị mà bạn theo kiểu nào. Tuy nhiên, mẫu số chung của các loại sốt ở Mỹ rõ rệt nhất vẫn là vị chua và ngọt. Điều này hơi trái khoái với người con gái Việt Nam da vàng quen mùi vị truyền thống như mình. Mình làm đồ nướng thích làm nổi bật mùi thơm của sả và các loại gia vị. Hôm nay, chao đỏ sẽ là điểm nhấn chính. Còn lại mùi của sả, hành tím, tỏi băm
gừng sẽ làm nhiệm vụ cộng hưởng, xúc tác. À, không thể thiếu mùi vị của hạt dổi. Mùi vị làm thăng hoa theo làn khói nướng lan sang tận cánh mũi của các nhà hàng xóm. Ôi thôi, nói một hồi, chắc mình cũng thăng theo chính tầng mây. Túm lại là dầm nhuyễn chao và ướp cùng với mật ong, hạt nêm, gừng, sả, hành ớt và hạt dổi. Xong thì massage lên từng thứ thịt. Cất tủ lạnh ít nhất vài giờ cho tất cả thấm lại, rồi cứ vậy mà chờ lên bếp. Đi chơi gì con? Con đang chơi Play-Doh. Cho mẹ chơi chứ. Ok. Là con đang làm gì vậy? Con đang làm pizza. Wow. Yeah, mushroom nè. Đẹp không? Vừa lấy ra hả? Lấy ra bỏ lên hả? Mà dù món nướng đã tẩm ướp kỹ càng, nhưng thói quen người Việt mình lúc nào cũng không thể thiếu món chấm. Trên hộp tủ còn chờ đợi lọ mắt khén. Thế là cho một ít mắt khén vào đĩa muối hồng, giã nhuyễn cùng ớt, tỏi và thêm vài lá é quế. Sau đó thêm đường với chanh. Nó thành một món muối chấm mà bất kỳ ông chồng nào khi chấm vào cũng phải dè chừng. Vị ớt cay đến năm sau vẫn còn dai dẳng đó. Nhưng mà thiếu vị cay này thì đời còn nhạt, nói gì đến món ăn. Vậy là xong nhiệm vụ dọn mâm của người vợ. Giờ thì mấy mẹ con ngồi trong mồm đợi ông bố nướng đồ ăn. Mà kỳ lạ, trong vài chục lần nướng barbecue của chồng mình thì lần nào chúng cũng du hành đến thế giới của than hoa. Phải là đang tuyền huyền bí ngoài da thì mới chịu chín hay sao á? Thế như chồng mình nói, ăn nướng barbecue là ăn hương hoa, ăn khói thơm lan tỏa cùng không khí gia đình. Sự thật của vấn đề là vợ thì dọn dẹp trong bếp, chồng hò tụi nhỏ đi tắm, nhờ chị Gió nướng giùm. Chị Gió hơi quá tay nên các em thịt đều nhập quốc tịch Nam Phi. Đây là đùi vịt nướng châu Phi. Nhưng mà cho dù các em thuộc quốc tịch màu da nào thì vẫn cứ là ngon mắt trong bầy trẻ nhà mình. Buổi chiều nào ăn cùng bố mẹ với chúng cũng là buổi chiều ngon miệng nhất. Chúc cả nhà mình dù có bận rộn thế nào cũng đừng quên hâm nóng không khí gia đình bằng những bữa ăn sum vầy như này nhé. Sớm dậy sớm đi học. Hiểu không? Được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.